Với đặc thù của một tỉnh miền núi, biên giới, địa hình hiểm trở, phức tạp, những năm gần đây, Lào Cai là một trong những địa bàn trọng điểm để các đối tượng tội phạm thực hiện hành vi vận chuyển, trung chuyển ma túy, buôn bán ma túy. Vì vậy, công tác phòng chống tội phạm về ma túy được các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh chú trọng, đạt nhiều kết quả. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2024 và 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Dù các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp, hoạt động theo băng nhóm, đường dây, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, trong nửa đầu năm nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt giữ 196 vụ vận chuyển với 335 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 10 kg heroin, gần 3 kg ma túy tổng hợp, hơn 60 g thuốc viện, hơn 3 kg cần sa, cùng nhiều tăng vật và tài liệu khác có liên quan. Khi về đến Lào Cai thì các đối tượng thường là xé lẻ, vận chuyển đi nhiều nơi, là lợi dụng các cái mạng xã hội để liên lạc, làm cho cái công tác phòng chống ma túy cũng rất là khó khăn. Các đối tượng là thường xuyên lợi dụng các địa hình hiểm trở của khu vực Bắc và đặc biệt địa bàn Lào Cai liên quan đến những tuyến biên giới rất dài, người dân tộc thiểu số để có quan hệ thân tộc, dân tộc hết sức lâu đời đối với phía Trung Quốc cũng như các đồng bào dân tộc phía Tây Bắc. Các đối tượng lợi dụng triệt để mối quan hệ này để vận chuyển ma túy với số lớn về Lào Cai. Cùng với công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, công tác quản lý người nghiện, vận động người nghiện các chất ma túy đi cai nghiện tập trung, sử dụng methadone cũng được tỉnh Lào Cai tăng cường. Tính đến tháng 8 năm 2024, toàn tỉnh có hơn 2.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, đối tượng tham gia cai nghiện ma túy lớn cũng đang gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý. Chúng tôi cũng có những cái sức ép về quá tải về con người, về cán bộ quản lý. Và cái số người đông lên thì cũng quá tải về cái chất thải rác sinh hoạt. Đấy là những cái vấn đề mà cần phải giải quyết trong thời gian tới. Tệ nạn ma túy là nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh nhiều loại tội phạm, tác động ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nhân rộng các mô hình hỗ trợ người nghiện tham gia cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó góp phần làm sạch địa bàn, giảm các vụ việc phát sinh, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.